Kính thưa quý vị, Sony Pictures nói không quyết định sai khi hủy ra mắt phim The Interview. Tin từ Beverly Hills, sau khi bộ phim hài The Interview, tạm dịch là cuộc phỏng vấn, có nội dung nói về cuộc ám sát lãnh tụ Bắc Hàn Kim Chánh Ân bị hủy ra mắt sau một vụ tấn công trên mạng và đe dọa của các tin tặc, thì Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng việc Sony hủy bỏ việc ra mắt bộ phim là một quyết định sai lầm. Ông khẳng định không thể để một kẻ độc tài từ một nơi nào đó có thể áp đặt sự kiểm duyệt lên Hoa Kỳ và cũng tuyên bố sẽ đáp trả vụ tấn công mạng. Trong thông báo cùng ngày, FBI cho biết Bình Nhưỡng là thủ phạm đứng đằng sau vụ tấn công. Bình Nhưỡng đã bác bỏ các cáo buộc nói trên. Ngay sau đó, lời chỉ trích của Tổng thống Obama cùng giới báo chí và khán giả, Giám đốc điều hành của Sony Michael Linton nói với đài CNN rằng hãng này đã không quyết định sai khi hủy ra mắt bộ phim, nhưng họ chưa bỏ cuộc và dứt khoát không nhượng bộ. Sony Pictures đang xem xét những hình thức khác để công chiếu bộ phim. Một thông cáo của Sony nói quyết định không giới thiệu bộ phim vào mùa Giáng sinh là do hầu hết các rạp phim trên toàn quốc không muốn công chiếu. Nếu không có sự hợp tác từ các rạp phim thì họ không còn sự lựa chọn nào khác. Linton nói thêm, ông vẫn hy vọng và tin rằng có thể mang bộ phim này đến khán giả.